Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. To có nhỏ có nha quý vị. Dạ, chào em. Rồi, xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh một mặt hàng là mai giảo Tân Châu nha mấy anh chị nha. Và nhắc tới giảo Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay là em nói duyên về mặt bông. Bông là từ 5 cho tới 24 cánh nha cô chú anh chị ơi. Và bông là bông chùm nha cả nhà nha. Và hình thức của bên em là em bao ship toàn quốc luôn nha cả nhà ha. Và số hotline của bên em là 0939 779 318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mà của dạng mai phôi và mai tàn của giảo Tân Châu á, cứ liên hệ bên em nha cả nhà ha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn à. Rồi, không làm mất thời gian nữa, mình vào mã đầu tiên nha mấy anh chị nha. Mã 87 à. Đó, 87 em đây. Rồi, chiều cao này là 50 nha cả nhà. Rồi. Rồi, cái hoành của em nó là hoành 21 nè cả nhà ơi. Và đường kính bầu là 30. Đây, cả nhà xem giúp em nha. Đồ này già cây ha. Giảo zin Tân Châu nha cả nhà. Đó. Rồi, mã này là mã 87 nha cô chú anh chị. Rất khỏe cây nha. Nứt nanh nè mà cả nhà ơi. Đây. Xịt tực luôn rồi nè. Rồi, giao lưu như đây em. Rồi, mã 87 em giao lưu giá là 650 ngàn. Em bao ship luôn ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 88 nha cả nhà. Chiều cao 90 luôn cả nhà ơi. Hoành 18 nha. Và đường kính bầu 38. Đồng đội lên. Rồi. Để đây quý vị. À, để lực kính bầu luôn ha. Đó. Rồi, mã này là mã 88 nha cô chú anh chị ha. Giao lưu giá 820 ngàn, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Bỏ quá. Rồi, mã này là mã 89 nha cả nhà. Chiều cao 45. Hoành 26 nha cả nhà và đường kính bầu 35. Rồi. Đây, cả nhà xem giúp em. Cái lô giảo Tân Châu này của bên em á, là ngoài 20 năm nha mấy anh chị nha. Cây lớn có, cây nhỏ có. Đây, những cây nhỏ thì mấy anh chị nhìn nha. Từ da nè, có u có nần thôi. Nhìn cái mặt da là mình biết là lâu năm rồi nha cả nhà. Những em này là trồng thả vườn nè cả cô chú anh chị ơi. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Rồi, mã này mã 89, em giao lưu giá là 950, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Dạ rồi, tiếp theo mã 90 nha cả nhà. Chiều cao 35. Rồi, cái hoành này là hoành 19 nè. Và đường kính bầu 30. Đây, cả nhà xem giúp em. Rồi. Để em đặt cái chân ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này là cái mã 90, em giao lưu giá 520 ngàn, em bao ship luôn ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 91 ạ. Chiều cao là 35 nha cả nhà. Này. Rồi, cái hoành là hoành 20 và đường kính bầu 35. Đây, cả nhà xem giúp em ha. Cái mã này là mã 91 nha cô chú anh chị. Đảm bảo là giảo zin Tân Châu chính gốc luôn nha cô chú anh chị ha. Mã 91 ạ. Rồi, để luôn ngay quý vị. Cũng bung mầm đó ha. Bú bú nhẹ nhẹ à quý vị. À, cũng mấy tực non ha, bú nhẹ nhẹ ha. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này mã 91, em giao lưu giá 600 ngàn nha cả nhà. Rồi, qua kỳ mới luôn. Rồi, tiếp theo mã 92. Chiều cao 50 nha cả nhà. Rồi, hoành này là hoành 23 và đường kính bầu 36 nha cô chú anh chị. Đây, cả nhà xem giúp em mã 92 đây ạ. Đây, cây rất khỏe nha cả nhà. Rễ nè. Ở này cũng chơi, rễ nè cũng lên tược luôn rồi ha. Quý vị an tâm về sự sống của nó ha. Mạnh đùng ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này là mã 92, em giao lưu giá 950, em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 93. Chiều cao 50 nha cả nhà. Rồi, hoành 20 đây và đường kính bầu 36. Đây, cả nhà xem giúp em. Đây. Mã này là mã 93 nha cả nhà ơi. Rồi, mình giao lưu như đem. Rồi, em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã 94 luôn cả nhà ha.
chiều cao mã 94 là cao là 60. Rồi cái hoành này là hoành 40 nha mấy anh chị ơi, và đường kính bầu 40. Đây cả nhà xem giúp em. Đo đó những cái gì? Em này thì hai thân. Dạ đúng rồi. Ôm nha. Đó, em đo là đo tổng chung nha mấy anh chị. Hoành tổng. Thân ôm hồi từ nhỏ. Này. Da sần sùi luôn ha. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu như đen. Rồi, mã này là mã 94 nha cô chú anh chị ơi. Em giao lưu giá là 1.900.000, em bao ship luôn nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 95. Cây bự luôn. Chiều cao này là tầm 1m1 nha cả nhà. Rồi, cái hoành em này là hoành 34 và đường kính bầu 60 luôn nha cả nhà. Đây, cả nhà xem giúp em mã 95. Đó, lô này là em ngoài 20 năm tuổi rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà xem giúp em mã 95. Cộng đế nha quý vị. Cái bộ quá xá to luôn ha. Cộng đế cũng to luôn ha. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, cái mã 95 này em giao lưu giá là 3.200.000, em bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo mã 96 nha cô chú anh chị. Chiều cao 65. Rồi, cái hoành này là cái hoành 25 nha cả nhà. Và đường kính bầu 38. 25 hoành là đâu hoành tổng nha quý vị. Dạ đúng rồi, em đâu hoành tổng nha cả nhà. Đây cũng hai em ôm nha. Để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 96, em giao lưu giá là 880.000 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, qua cái mới luôn. Rồi, tiếp theo mã 97 nha cả nhà. Chiều cao là 25 nha cô chú anh chị. Rồi, cái hoành này là hoành 16 nè. Và đường kính bầu là 27. Rồi, xe xây luôn. Đây, cả nhà xem giúp em nha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, cái mã này là mã 97, em giao lưu giá là 480.000, em bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 98 nha cả nhà ơi. 98. 98, chiều cao 70. Rồi, hoành này là hoành 29 nha cả nhà, và đường kính bầu 40. Đây, cả nhà xem giúp em. Rồi, thân cạnh quý vị ngắm nghía từ trên mình ra từ từ xuống đây ha. Đây có cộng để to chứ ha. Để đặt luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Rồi, mã này là mã 98, em giao lưu giá là 2.200.000 nha cả nhà ơi. Rồi. Rồi, tiếp theo mã 99 nha cả nhà. Chiều cao là tầm 32. Cái hoành em này là hoành 16 nè cả nhà, và đường kính bầu 26 nha. Rồi, để luôn rồi quý vị. Đây cũng đẹp nè ha, nôm kính bầu nè. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là mã 99, em giao lưu giá 500.000, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã này là mã 100 nha cả nhà. Chiều cao là 65. Hoành 23, đường kính bầu 36 nha cả nhà ơi. Này, xem giúp em nha. Rồi, để luôn rồi quý vị. Để đặt luôn ha. Đó. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này là mã 100, em giao lưu giá 950, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 101 nha cả nhà ơi. Chiều cao là 55 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành 25, đường kính bầu là 40. Đây, cả nhà xem giúp em ha. Này. Vậy nó mới cầm trên ha. Rồi, để quý vị. Đặt để ha, còn bự không nè. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này mã 101, em giao lưu giá là 1.700.000 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 102 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Rồi, cái hoành này là cái hoành 38 nè cả nhà. Và đường kính bầu 42. Đây, cả nhà xem giúp em này thì là giống như dáng như tam tài nè cả nhà. Đây.
tiếc cái là em này có mặt cắt hơi lớn không anh chị ha. Anh chị này nào về mà khắc phục được hoặc là khơi bào chịu dũa được cho em nó thì ủng hộ giúp em nha mấy anh chị. Rồi, để thì đặt kẹo ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, mà này là mã 102, em giao lưu giá 2 triệu rưỡi, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo, mã này là mã 103, chiều cao là 65 nha cả nhà ơi. Rồi, cái hoành là hoành 24 và đường kính bầu 30. Đây, cả nhà xem giúp em. Rồi, thân cành quý vị. Rồi, để quý vị ơi. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này là cái mã 103 nha mấy anh chị nha. Em giao lưu giá là 1 triệu, em bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã 104 nha cả nhà. Chiều cao là 65 nè cả nhà ơi. Rồi, cái hoành này là hoành 37 nha. Và đường kính bầu 45. Đây, cả nhà xem giúp em. Đây. Nhìn cái da nè mấy anh chị ha. Lâu năm nha cả nhà. Sần sùi quá xa già ha. Còn để nè. Đặt cái trần của gì. Rồi, giao lưu như em. Rồi, mã này là cái mã 104 nha mấy anh chị nha. Giao lưu giá là 3 triệu, bao ship luôn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo, mã 105 nha cả nhà. Chiều cao là 62. Rồi, cái hoành em này là cái hoành 23 nha mấy anh chị ơi. Và đường kính bầu 42. Rồi. Đây, xem giúp em nha mấy anh chị. Rồi, để đây quý vị. Rồi, lấy kính đế luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, cái mã này là mã 105, em giao lưu giá là 1 triệu nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 106. Chiều cao 105 nha cả nhà. Cái hoành là hoành 30 đây và đường kính bầu 50 nha cô chú anh chị. Rồi, cầm tay cành đây có dịch. Rồi, đế luôn rồi quý vị ơi. Cái này là quan trọng về đế ha. Thiên về đế nè. Đế quá xa đế ha. Cộng bự không nè. Kính bầu luôn. Tân châu mà hoành với đế vậy là dữ rồi ha. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, cái mã này là mã 106 nha mấy chị nha. Giao lưu giá chỉ có 2 triệu 6 thôi cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 107 nha mấy anh chị. Chiều cao 90 nha cả nhà. Rồi, cái hoành này là hoành 36 nha và đường kính bầu 47. Rồi. Đây, mấy anh chị xem giúp em. Ủa, để quá xa đế vô ha. Đó. Này rồi, cũng hơi quái quái. Cái cụm trên đây ha. Đó. Xuống dưới đây ha. Đó, này thiên về đế ha. Để đặt kẹo luôn. Hết rồi không? Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Rồi, mã này là mã 107, em giao lưu giá là 2 triệu 6 nha cả nhà. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn đây. Và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh một mặt hàng là giảo Tân Châu nha cả nhà nha. Và hình thức của bên em là em bao ship toàn quốc luôn. Và số hotline của bên em là 0939 779 318. Đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mà dạng may phôi và may tàn của giảo Tân Châu á, anh chị cứ liên hệ bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn ạ. Rồi, rất mong anh chị yêu mến shop và ủng hộ shop. Và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.